Rồi, chào cả nhà trở lại kênh YouTube của mình nha. Anh Nhái đang đi ra. Giờ này anh Nhái rủ mình đi xuống đây đi thăm mấy cái lú với 12 cứ ngục. Đặt hôm qua nay trời mưa cả ngày. Ở Việt Nam với lại ở quê mình cả nhà, mưa mấy ngày nay mưa tầm tã luôn. Đó, nhìn đi mương vườn nữa lỉnh bỉnh nước chứ. Mình đặt có một chỗ mà ba cái luôn á. Đây. Thì quay cho Nhái mình coi. Cái quá trời, trời nước luôn đó, đặt mấy cái lú á, Nhái mới mua luôn vậy cả nhà. Bữa trước trúng bằng ốc. Về mua cái mới luôn. Hai cái bên đó là đặt quay lên quay xuống. Hướng nào cũng lụm chứ. Còn cái này là cái 12 cứ ngục ha. Sao không thấy chân vậy? Ngập nước luôn chân. Ê. Ui, có nè. Ê, đó, hy vọng mưa. Mưa ngập bình địa cá nó ngủm cả nha. Chết trơn rồi. Cả đêm không thăm á. Nó ngập nó lên ngấp được. Cái nhà thấy không, nước lỉnh bỉnh vậy ha. Cũng khá đó. Cũng nhiều nè. Có ốc cá lau kiến nữa. Mà nó chết nhiều quá không? Kệ, có nhiêu hay nhiêu. Đổ đây con nào chết lụm dục đi. Ha, mới ra cũng có cả nhà. Mẹ đi đâu nó cũng đi theo. Ủa, có mũi. À, một đầu thì là ngon rồi đó. Cá đồng ngon quá cả nhà. Đó. Chết bình địa ở trên nhà mấy cú. À, sao kệ nó đi. À, nó chết nhất rồi ba ơi. Cũng chứ quý. Nè, con nào chết thì bỏ, con nào sống thì lụm. Đây, rồi mình lựa lại còn được nhiêu nè. Đó cả nhà, nó còn quá, nó ngon quá. Rồi. Cột lại đi tiếp bên kia cả nhà. Hai ba cái mình nói hai ba cái đầu luôn. Tiến qua đây thăm mấy cái bên này. Nước là mới tắm rồi cả nhà. Nước lỉnh bỉnh luôn, hy vọng cá nó chạy. Thăm mới có đầu được nhiêu cũng ngon rồi. Qua thì nước lại thăm cái đầu này luôn cho nó thăm nhé. Mình hả qua hai cái này. Đặt vậy thì chạy đâu tới thoát luôn. Thêm đầu nữa cả nhà. 12 cái ngục thì nó có hai đầu, hai bên. Yeah. Ui, ui. Yeah. Chị, có rồi, có. Ừ, có. Ô, có con chị vàng ha. Có cái chị, có chị. Đó, cái chị vàng. Cái gô. Gô đã quá. Có ốc với nước. Ô, cá gì, cái gô nói gì. Ô, cái gô ngon kìa. Chạy đắng nè. Nó đã dũng lên. Đúng rồi luôn. Cái rô nó ngon quá cả nhà. Gô đó ngon. Gô đó ú. Quý quá mũi cả nhà ơi. Tháng này mùa. Tháng này mùa mưa ở quê mũi lắm. Nè, cái gô như cái gô phi vậy. Trời ơi, dạ đúng rồi, giống cái gô phi. Cái chuyện cái gô phi. Ồ, ngon quá, cá chay, mắm gừng. Mắm gừng nữa. Nhưng cái phi vậy thôi. Đúng rồi, cái gô sông nè. Ừ. Cái gô nó giống cái gô biển vậy. Cái gô biển á. Chứ cái gô mình ở đây đâu đâu tròn vậy mà bông bông vậy. Còn cái chị dần hơi chuối nè ông nội. Ừ, có chị dần. Đã chứ bây dần hơi chuối. Cái gì vậy? Chó, đúng rồi. Ừ, ngon. Dạ, dạ em. Dạ cái tiên. Dạ. Cháy luôn, ngon. Mắm gừng. Dòm thấy cái nhớ gừng, dòm thấy cá chê cái nhớ gừng.
quá trời đã rồi. Ngon cả nhà. Tiếp tục qua bên này nha cả nhà. Đây. Mới mua. Nhái mới mua. Củ củ vậy trúng ốc, còn biết mới mới này ốc nó có vô không nữa. Ốc sáng quá nó không vô cũng chừng. Sáng thì cá thì vô mà ốc nó vô. Mũi nó cắn mà không có tay đập. Cầm hai a bốn lưới đập giùm mình luôn. Rồi. Ôi cá lồng thông. Ôi cá rô chết nữa kìa. Ôi có con gì quá trời bự ơi. Ôi con gì bự quá cả nhà. Cái chơi gì á? Cá chơi hết tay luôn ngủ luôn cái đĩa. Đó, 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 cả nhà thấy không? Rồi đi thăm lú được gì là ngon à. Ngon ăn à, dở lên lên chút cao chút coi. Đó, cái chơi bự quá cả nhà. Quá. Vô. Lúc rồi, lúc. Vô. Lúc rồi. Nước chỗ này nè. Nó là như cái mương nó tràn nó ra hết rồi. Tràn cá nó dễ đi. À đi mũi. Còn con cá còn nhóc nữa. Ồ quá trời con cá này đã. Trời ơi. Cá lồng thông cái gì bữa nay nước mưa nó đi cá đi. Mình dở ra cho mình tháo ra cho cả nhà xem nè. Trời ơi cá trê nè. Cá trê. Ồ quá ngon. Chịu quá đã. Chân phiếu ha. Mưa nó đi. Hai chú cá trê. Hai chú rồi. Hai chú rồi cả nhà ơi. Nặng luôn kìa. Trời ơi cá chê. Trời ơi cá chê. Trời ơi. Cái gì hết hả? Trời nó làm kíp kíp. Trời ơi trời cá nó bự. Trời ơi. Cá này hơn ký. Trời ơi trời. Cá này chắc cỡ ký mấy hay cho lên. Trời ơi tôi nắm không giáp được nổi thôi. Trời ơi trời. Quá thấy cái đầu luôn. Thôi để đem lên bờ hả chú. Thôi cái chuyện cái phóng đó. Để làm dịp xuống kìa. Đừng có nói thèm gần nữa nghe. Nói trước bữa hôm qua đó. Bữa dính lương thì nói nó bên chua cái lương sảy. Giờ không nói nữa. Đây, quá đây. Trời cái đầu nó bự. Đây. Rồi qua cái cặp kè này đâu, luôn cả nhà. Nếu mà cái mới vậy là đâu có lỗ đâu. Bởi vậy. Qua nó luôn, qua nó đây. Qua đây cả nhà ơi. Đây, cái này nữa nè, cái này thì dây cái đầu qua đây. Hứng cá ở kênh. Kìa hứng cá trên đồng. Đúng. Ốc, ốc, có ốc đó. Còn có cái dãy kìa. Đó, có cái gì cái vô đó. Dãy dữ vậy. Đó, 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 đó. Con lắp cái tay luôn. Bữa nay là... Lúc rồi. Mưa cá nó đi cả nhà. Mình phải vũ trên đây xuống nè. Đó. Trời ơi, nó dãy. Dạ. Trời ơi, cơ. Lẹ trời ơi. Trời ơi, quá trời ơi. Cá lóc ngon quá. Cá lóc cá. Cá linh cái gì nữa. Cái dảnh cái gì. Cá trắng, cá trắng. Cá thường thường người ta kêu cá mẹ, rồi cá trắng nữa. Trời trời, hết muốn đã quê ơi. Con cá lóc này ngon cả nhà. Cá chê nữa. Bên này lúc nào cũng dính ốc chừng nè. Nè, cá lóc. Ừ, ngon quá. Nè, trời cá ốc cũng khư mấy con luôn. Dạ, chính dạng. Vô cỡ cái lóc ngon cả nhà ơi. Đó 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 trắng phiếu luôn thẩu. Ô bây giờ nó phóng ngoài đó. Bạn thủ nghe thủ nó phóng chụp đó ngon quá cả nhà. Quá trời đã. Rồi thùng luôn. Để đè đi. Bây giờ nó phóng đó. Đè đè lại cái đây luôn lú cũ nè. Cái lú cũ nữa. Để về đi tôi buộc cái đây quanh kia. Sướng. Này là nhờ mưa cả nhà. Với lại nước mưa cái nó bão nè, nước nó lên nè. Đó. Đó. Rồi mình đi bên kia. Rồi. Coi thành quả cả nhà. Trời trời. Trời ơi. Qua chi rồi. Ủa, tép nữa. Tép đi. Kiểu hết cá lửa ra. Trời ơi cá chê. Cá chê nè. Mình để cái tay nè cho cả nhà xem nè. Trời ơi. Được. Quá tí nữa mà. Được cá bự ra đi. Dạ.
cá lóc này, cá lóc mình nướng. Ồ, cá lóc ngon quá cả nhà. Không thiếu luôn ha. Cũng bằng tay mình đi chứ đường tay nhỏ. Hiếm lắm á. Cá lóc nấu canh chua cá chê kho tiêu đúng bài luôn. Rồi. Rồi giờ mình dạ, thôi kết thúc nha cả nhà. Lựa cá ra. Rồi bye bye.